tin giáo phận Vinh, giáo phận Vinh khánh thành tòa giám mục mới. Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Tòa giám mục mới của giáo phận Vinh đã được long trọng làm phép do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận chủ sự. Trong nghi thức đó, trước sự hiện diện của vị chủ chân cùng mọi thành phần trong giáo phận, cha quản lý Benado Trần Xuân Thùy, người phụ trách công trình xây dựng, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người đã góp phần vào công trình, đồng thời xin Đức Giám Mục làm phép công trình để được đưa vào sử dụng nhằm mưu ích chung. Trong lời đáp từ, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh rằng ngôi nhà mới này sẽ là nơi cư ngụ của các giám mục, là nơi các ủy ban và nhân viên làm việc để giúp giám mục trong việc lãnh đạo toàn giáo phận. Ngài bày tỏ đây là công trình được xây dựng nhờ sự đóng góp hoàn toàn của giáo dân trong giáo phận. Theo quy hoạch tổng thể, giáo phận còn cần phải xây cất nhà thờ chính tòa mới cũng như trung tâm mục vụ, nơi quy tụ của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận để hội họp, tĩnh tâm, học tập và sinh hoạt mục vụ. Sau nghi thức làm phép tòa giám mục mới, đoàn rước long trọng tiến về nhà thờ chính tòa khai mạc thánh lễ đại triều quan thầy giáo phận